Rồi về lại luôn là một đường nữa. Mình mùng đây, mình quay mấy chào chú chị các bạn nha. Mình quay được con 6/6 rồi, cầu đang đổ gò thú cháo. Lâu quá mới gặp con này, mình nhớ đã quay lần hay là gì nè. Rồi 6/6 coi 6/6 đang lên luống, chạy lên nha cả nhà. Ây da, hai cầu kia là đang đó, bên kia đang rải diêm. Ủa xong luôn rồi hay gì đây? Dê chở đầu. Trước 24 hôm sau 18/4/30 còn chỉ nhật luôn hay gì đây. Con này đời T5 nó đổ rồi, nó giờ này cả nhà nó thẳng bằng. Xe bình Panasonic vô luôn. Cho cả nhà xem nè. Rồi quay chào tạm biệt cô chú chị các bạn luôn nha. Bánh này bánh sau Nguyễn Đỉnh. Đầu
này cầu đổ ở như đây nè. Ấy đúng rồi. Đang chỉnh vàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.